10 khối đá khủng quý giá nhất thế giới. Sau đây là những viên kim cương, ngọc trai, đắt hoặc quý hiếm nhất thế giới. Đứng ở vị trí thứ 10, đó là viên kim cương đỏ nổi tiếng nhất thế giới, Moissan Red. Từng được biết đến với cái tên Red Red, Moissan Red là viên kim cương đỏ nặng nhất thế giới với trọng lượng 5,11 carat. Moissan Red được tìm thấy tại Brazil vào những năm 1990. Đứng ở vị trí số 9, đó là Bahia, khối ngọc lục bảo lớn nhất thế giới. Khối ngọc lục bảo Bahia nặng tới 1.900.000 carat được tìm thấy tại bang Bahia, Ấn Độ. Nó từng được định giá 400 triệu USD, nhưng hiện nay khối ngọc này được rao bán trên eBay với giá 75 triệu USD. Trước đó, các thợ mỏ đã tìm thấy một khối ngọc lục bảo cao 1,3 mét và nặng 272 kg ở bang Bahia, đông bắc Brazil. Ông Paulo Santana thuộc Cục Khoáng sản Quốc gia của Brazil cho biết các thợ mỏ của cơ sở khoáng sản Bahia đã tìm thấy khối ngọc lục bảo này hồi đầu tháng 7. Khối ngọc đã được bán cho một chủ sở hữu mỏ tại địa phương. Ông Santana từ chối tiết lộ giá trị của khối ngọc. Trao đổi với AP qua điện thoại, Mariko Zantit, luật sư của người mua nói khách hàng của ông muốn trưng bày khối ngọc trong các bảo tàng và thư viện. Zantit không tiết lộ danh tính của người này. Zantit cho biết toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc mua bán đã hoàn thành và chủ sở hữu được phép mang khối ngọc đi khắp Brazil để mở các cuộc triển lãm. Khối ngọc lục bảo này không thích hợp để làm trang sức mà để dành cho những người có sở thích sưu tập. Edith Jadisser, một thợ kim hoàn, cho biết trên Reuters. Ông Santana cho biết đây là khối ngọc lục bảo khổng lồ thứ hai từng được tìm thấy ở khu vực. Khối ngọc đầu tiên nặng khoảng 290 kg và được định giá hơn 300 triệu USD khi được phát hiện vào năm 2001. Khối ngọc đã được vận chuyển trái phép tới Mỹ, gây ra tranh chấp pháp lý giữa hai nước cho tới khi được quyết định giữ lại tại Mỹ vào năm 2015. Đứng ở vị trí số 8 là viên đá quý có giá mỗi carat đắt nhất thế giới. Là một trong những viên đá thuộc hàng quý hiếm bậc nhất, viên kim cương màu xanh này được vinh danh là đá quý đắt nhất thế giới vào năm 2007. Nặng 6,04 carat, viên kim cương được bán với giá 7,98 triệu USD, tương đương 1,32 triệu USD mỗi carat tại nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông. Tại vị trí thứ 7 là viên kim cương 478 carat. Viên kim cương nặng tới 478 carat này được tìm thấy tại mỏ khai thác Lemsep tại Lesotho thuộc Nam Phi. Đây là viên kim cương thô lớn thứ 20 thế giới. Cũng từ mỏ khai thác này, người ta đã tìm được 3 viên kim cương lớn nhất thế giới là Lesotho Bromis 603 carat, Lenteng Lerasi 493 carat và Lesotho Brown 601 carat. Viên kim cương này được định giá 12 triệu USD. Đứng ở vị trí số 6, Ithirid Kerolai Divai, viên đá Parepa Tourmaline lớn nhất thế giới. Parepa Tourmaline là loại đá có màu xanh dương, pha xanh lá rực rỡ đến từ vùng Parepa của Brazil. Viên Parepa Tourmaline có tên là Ithirid Kerolai Divai, thuộc sở hữu của trùm tài chính Vincent Poulter, có giá khoảng từ 25 tới 125 triệu USD với trọng lượng gần 192 carat. Đây là viên Parepa Tourmaline lớn nhất thế giới. Đứng ở vị trí số 5 là viên kim cương hồng đắt nhất thế giới, Grafping. Viên kim cương hồng này đã qua chế tác, thuộc vào loại hiếm có nhất, kích thước lớn nhất và đắt giá nhất thế giới, được kỳ vọng sẽ trở thành viên kim cương phá kỷ lục về giá. Khi sắp tới, tuyệt phẩm lấp lánh này sẽ được đem ra đấu giá tại Hồng Kông. Nhà đấu giá Sotheby's cho biết, viên kim cương Pink Star, nghĩa là sao hồng, có kích thước lên tới 59,6 carat, hình oval. Viên kim cương này được giới chuyên môn đánh giá là một tạo tác tuyệt vời của tự nhiên, rất hiếm thấy.
Người ta kỳ vọng sao Hồng sẽ đạt mức giá từ 60 triệu USD, tương đương với 1.363 tỷ đồng trở lên và sẽ phá vỡ kỷ lục về giá mà viên Oppenheimer Blue đang nắm giữ. Viên Oppenheimer Blue đã từng xác lập kỷ lục hồi năm ngoái khi được bán với giá 57,5 triệu USD, tương đương với 1.306 tỷ đồng. Hiện tại, những viên kim cương màu đang rất được thị trường săn đón khi nhiều nhân vật nổi tiếng đều chuộng kim cương màu. Ví dụ như nhẫn đính hôn của công nương Anh Kate Middleton gắn một viên sapphire xanh biển sẫm, hay nhẫn đính hôn của nữ ca sĩ Jennifer Lopez trong cuộc tình ngắn ngủi với tài tử Ben Affleck từng gắn với một viên kim cương hồng nhạt. Xét về kích thước, chưa thấy xuất hiện viên kim cương hồng nào lớn hơn viên sao hồng. Ngoài ra, viên kim cương còn đạt độ trong suốt hiếm thấy. Viên sao hồng đã từng được mua đi bán lại nhiều lần. Người chủ gần đây nhất của nó là một chuyên gia chế tác kim cương sống tại New York, ông Isaac Quốc. Dù vậy, quá trình mua bán đã bị ngừng lại ngay khi ông Quốc không thể chi trả đúng kỳ hạn. Vì vậy, viên sao hồng giờ đây lại đi tìm chủ mới. Hiện tại, viên kim cương hồng lớn thứ hai thế giới là viên Grafing, có kích thước chỉ bằng một nửa viên sao hồng. Grafing có kích thước 24,78 carat, hiện tại đang nắm kỷ lục về giá đối với những viên kim cương hồng. Hồi năm 2010, nó từng được bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ và đạt mức giá 46,2 triệu USD. Lorenzi Graf là nhà phân phối kim cương và đá quý số 1 thế giới. Năm 2010, ông đã củng cố thêm danh tiếng vốn lẫy lừng của mình khi mua viên kim cương hồng cực quý hiếm nặng 24,78 carat. Viên kim cương hồng hoàn hảo này đã lập kỷ lục tại nhà đấu giá Sotheby's với mức giá 45 triệu USD. Đứng ở vị trí số 4 là viên ngọc trai lớn nhất thế giới. Ngày 22 tháng 11 năm 2010, viên ngọc trai lớn nhất thế giới đã được trưng bày tại Văn Xương, Hải Nam, Trung Quốc. Viên ngọc trai này nặng tới 6 tấn, đường kính 1,6 mét và được định giá khoảng hơn 300 triệu USD. Trong bóng tối, viên đá này sẽ có ánh sáng màu xanh lá cây. Người ta đã phải mất 3 năm để mài giũa nó từ đá thô về hình dạng ngọc trai. Đứng ở vị trí số 3 là Dompero, khối ngọc aquamarine lớn nhất thế giới. Khối aquamarine hay còn gọi là ngọc của biển, có tên là Dompero, lớn nhất thế giới, hiện được trưng bày vĩnh viễn tại Washington. Bên cạnh viên kim cương hốc và hoa tai của Marine Athonitis được tìm thấy vào những năm 1980 tại Brazil, khối đá quý này được đặt theo tên hai vị lãnh chúa đầu tiên của Brazil. Khối Dompero có hình ngọn tháp với màu xanh dương pha với xanh lá cây, được thiết kế bởi thợ kim hoàn nổi tiếng người Đức Brent Musteiner. Khối đá quý dài 35,5 cm và nặng tới 10.363 carat, tương đương với 2 kg. Đứng ở vị trí số 2 là viên sapphire Millennium. Trên viên sapphire Millennium, người ta cho chạm khắc hình ảnh những nhân vật lịch sử nổi tiếng và được rao bán với giá 180 triệu USD. Viên sapphire này nặng tới 61.500 carat và có hình một trái bóng, được thiết kế dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ người Italia Alessio Bucci. Viên sapphire này được chạm khắc khuôn mặt của 134 nhân vật nổi tiếng, bao gồm Beethoven, Michelangelo, Sophia, Albert Einstein và Martin Luther King. Năm 1995, viên sapphire dài 28 cm này được tìm thấy ở Madagascar, khi đó nó nặng 90.000 carat. Việc chạm khắc để tạo nên hình dạng bây giờ của nó mất tới 2 năm. Trong 15 năm qua, nó chỉ được trưng bày trước công chúng 2 lần. Và đứng ở vị trí đầu tiên là viên kim cương Koh-i-noor trang sức trên vương miện Hoàng gia Anh. Viên kim cương Koh-i-noor nặng 106 carat, từng nổi tiếng là viên kim cương lớn nhất trên thế giới. Trước khi được dùng làm trang sức trên vương miện của Hoàng gia Anh, nó thuộc sở hữu của nhiều người trị vì Ấn Độ. Khi rơi vào tay của Hoàng gia Anh
Koh-i-noor nặng 186 carat, tương đương với 37 gram. Hoàng tử Abed đã cẩn thận tìm kiếm thợ kim hoàn nổi tiếng và phải sang Hà Lan để cắt viên kim cương này.